Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 19 tháng 5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Liên quan đến công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 7, ông Bùi Văn Cường cho biết, trong nghị quyết hội nghị trung ương 9 khóa 13 chưa giới thiệu chức danh Bộ trưởng Công an. Sau khi Đại tướng Tô Lâm được Trung ương giới thiệu để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Bùi Văn Cường nói: "Vì thế, Quốc hội kỳ này chưa có phê chuẩn hoặc miễn nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng Công an. Gần nhất là trường hợp của đồng chí Trần Hồng Hà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng nhưng vẫn giữ chức Bộ trưởng một thời gian. Về quy trình nhân sự bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, sau khi Trung ương đã giới thiệu nhân sự để bầu, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, trong kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội." Ông Bùi Văn Cường thông tin, trong thiết kế chương trình, dự kiến cuối giờ sáng ngày 20 tháng 5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và dự kiến sáng 22 tháng 5 sẽ hoàn thành. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó bầu Chủ tịch nước. Ngày 18 tháng 5, sau phiên bế mạc hội nghị Trung ương 9 khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các lãnh đạo chủ chốt. Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi hội nghị Trung ương 9 thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội. Tại cuộc họp, Tổng Bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức chủ tịch nước và ông Trần Thành Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức chủ tịch Quốc hội. Sau phiên bế mạc, tại văn phòng Trung ương Đảng Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chủ trì buổi làm việc cùng các lãnh đạo chủ chốt để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận hội nghị trung ương 9 đã đề ra. Tham dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi hội nghị trung ương 9 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15, bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Có thể khẳng định trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 và nửa đầu năm 2024, Bộ Chính trị, ban bí thư lãnh đạo chủ chốt đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng đã luôn luôn giữ vững đoàn kết thống nhất phối hợp chặt chẽ lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra đặc biệt tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm các lĩnh vực quốc phòng an ninh đối ngoại xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực. Về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta đang và sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy yêu cầu rất quan trọng là cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, mà trước hết là trong ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt, bộ chính trị, ban bí thư phải thật sự đoàn kết, thật sự gương mẫu, toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp chung. Cụ thể là cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc năm 2024 của ban chấp hành trung ương Đảng, bộ chính trị, ban bí thư. Khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của trung ương, sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết, xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội 14 của Đảng để trình hội nghị trung ương 10. Khẩn trương ban hành chỉ thị của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện ở các cấp ủy, tổ chức đảng, bảo đảm chặt chẽ, sát thực thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ với các nước, các đối tác quan trọng. Ưu tiên thúc đẩy và tổ chức chu đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Làm tốt công tác cán bộ, Bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Chiều 18 tháng 5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư phụ trách Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chủ trì hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn nêu rõ, đây là hội nghị thường kỳ giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ để ra soát một số nội dung, chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, trao đổi, thống nhất, chỉ đạo nội dung chương trình và cách thức tổ chức tiến hành nhằm bảo đảm kỳ họp diễn ra thông suốt với chất lượng hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu đặt ra khai mạc vào đầu tuần tới. Kỳ họp thứ bảy sẽ xem xét quyết định khối lượng công việc rất lớn với 42 nội dung về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ngay sau kỳ họp thứ sáu, chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ kỳ họp. Đến nay, cơ bản các tài liệu phục vụ kỳ họp đã được gửi đến các đại biểu quốc hội để nghiên cứu. Tính đến thời điểm hiện tại, hai bên đã cơ bản thống nhất trình quốc hội xem xét thông qua 10 luật, 3 nghị quyết, và cho ý kiến về một dự án luật khác, đồng thời trình quốc hội xem xét các nội dung về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, xem xét báo cáo của một số cơ quan, tiến hành giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn. Tại phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định bổ sung vào chương trình kỳ họp hai nội dung chính phủ đề nghị, gồm quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, Cùng với đó, Quốc hội sẽ xem xét quyết định công tác nhân sự. Đối với các nội dung chính phủ đang chỉ đạo hoàn thiện và đề xuất trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp lần này, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị ban cán sự Đảng chính phủ có ý kiến cụ thể về thời gian gửi hồ sơ tài liệu, việc bảo đảm các quy trình, thủ tục theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chất lượng của các hồ sơ. Hội nghị đã nghe Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Kỳ họp thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5, dự kiến bế mạc ngày 28 tháng 6 và được tổ chức thành hai đợt. Trong đó, đợt 1 diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến sáng ngày 8 tháng 6, đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến sáng ngày 28 tháng 6. Dự kiến, tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 26,5 ngày, dự phòng 1 ngày.